ngày Xá Lợi Phất. Vì bị trói buộc nơi thê thiếp vợ con, nên người vô trí ấy sanh nhiều chướng ngại nơi pháp lành. Chướng ngại những gì? Đó là chướng ngại xuất gia, chướng ngại thi la, chướng ngại tỉnh lự, chướng ngại thiên đạo, chướng ngại niết bàn, lại hay chướng ngại các pháp diệu thiện. Này Xá Lợi Phất, người vô trí ấy nhiếp thọ thê thiếp nữ sắc con cái như vậy. Nói tóm lược là nhiếp thọ oán thù, là nhiếp thọ địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, các ác đạo, là nhiếp thọ các pháp ác bất thiện, mà chướng ngại tất cả pháp hiền thánh. Vả lại, nhiếp thọ thê thiếp nữ sắc như vậy, còn chướng ngại cả sự ăn ngon, huống là những thắng pháp khác. Này Xá Lợi Phất, tóm lược mà nói về chướng ngại ấy, đó là chướng ngại thấy Phật, chướng ngại nghe Pháp, chướng ngại phụng Tăng, chướng ngại lòng tin đối với Phật, Pháp và Tăng, chướng ngại được vô nạn, chướng ngại bảy thánh tài, tín, giới, văn, xả, huệ, tàm và quý. Này Xá Lợi Phất, nếu nhiếp thọ những sắc dục thê thiếp nam nữ, tức là nhiếp thọ bất tín, ác giới, tà văn, xen lẫn và tà kiến, cùng vô tàm vô quý, lại cũng nhiếp thọ bệnh ung, tên độc, khói lửa, rắn độc. Này Xá Lợi Phất, nếu thích ở nhà mê say chẳng rời bỏ, tức là thích ở mồ mả. Thế nên Phật nói, ở tại gia như ở gò mã, như ở đồng hoang không chỗ dựa nương, liền mất tất cả pháp trắng sạch. Này Xá Lợi Phất, nếu say đắm nơi sắc dục nam nữ thê thiếp, phải biết đó chính là say đắm ngòi nổ của trái pháo, là say đắm mũi nhọn của dao bén, là say đắm hòn sắt nóng đỏ lớn, là say đắm nằm giường sắt nóng, là say đắm ngồi ghế sắt nóng. Này Xá Lợi Phất, nếu say đắm trang điểm dòng hoa hương xoa, chính là say đắm dòng sắc nóng cước đái xoa thân. Này Xá Lợi Phất, nếu nhiếp thọ nhà cửa để ở, đó là nhiếp thọ chân sắc nóng lớn. Nếu nhiếp thọ tôi trai tớ gái công nhân, đó là nhiếp thọ quỷ tốt ác địa ngục. Nếu nhiếp thọ gia súc, đó là nhiếp thọ chó sắt ngựa đen ở địa ngục, lại là nhiếp thọ trăm ngàn lính cấm vệ địa ngục. Nếu nhiếp thọ nữ sắc thê thiếp, phải biết đó là nhiếp thọ tất cả khối sầu lo buồn khổ. Này Xá Lợi Phất, thà gá nằm trên giường sắt nóng rộng ngàn na do tha, chứ chẳng dùng lòng ái nhiễm xa nhìn các nữ sắc thê thiếp của cha mẹ cung cấp, huống là gần kề ôm ấp. Này Xá Lợi Phất, phải biết phụ nhân là gốc các sự khổ, là gốc chướng ngại, là gốc sát hại, là gốc trói buộc, là gốc ưu sầu, là gốc oán đối, là gốc sanh manh. Phải biết phụ nhân diệt mất thánh huệ nhãn, phải biết phụ nhân như hoa sắc nóng đỏ rải trên đất, chân dẫm lên đó. Phải biết phụ nhân lưu bố tăng trưởng các tánh tà ác. Này Xá Lợi Phất, cớ gì gọi là phụ nhân? Chữ phụ ấy có nghĩa là mang gánh nặng. Tại sao? Vì hay khiến chúng sanh mang gánh nặng, vì hay khiến chúng sanh chịu lấy gánh nặng, vì hay khiến chúng sanh khốn nơi gánh nặng, vì hay khiến chúng sanh giữ lấy gánh nặng mà đi, vì hay khiến chúng sanh vác gánh nặng đi khắp nơi, vì hay khiến chúng sanh làm khổ nhọc đối gánh nặng ấy, vì hay khiến chúng sanh bị gánh nặng ấy nung bức, vì hay khiến chúng sanh bị gánh nặng thương tổn vậy. Này Xá Lợi Phất, chữ phụ ấy lại có nghĩa là chỗ mà chúng sanh thua thiệt, chỗ trôi chìm của mọi tham ái, chỗ nộp thuế của kẻ thuận theo vợ, chỗ mê hoặc của vợ đẹp, chỗ quy đầu của vợ hơn, chỗ roi vọt của kẻ sợ vợ, chỗ phóng túng của vợ tự do, chỗ khổ mệt của kẻ làm mọi vợ, chỗ vui mừng ngưỡng mộ của kẻ theo vợ,
Do các cớ ấy nên gọi những chỗ như vậy là phụ. Lại này Xá Lợi Phất, chúng sanh trong đời vì cớ vợ chẳng bỏ nên gánh nặng chẳng bỏ. Những gánh nặng gì? Đó là ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Phụ nhân trong đời có thể làm cho chúng sanh chẳng bỏ gánh nặng ngũ uẩn như vậy, nên gọi ngũ uẩn là phụ. Này Xá Lợi Phất, lại cớ gì người đời gọi vợ là Cố Đệ Nhị? Vì nữ nhân ấy là bạn thứ hai Phạm Thi La, là bạn thứ hai Phạm Oai Nghi, là bạn thứ hai Phạm Chánh Kiến, là bạn thứ hai khi uống ăn, là bạn thứ hai đi đến địa ngục, bàn sanh, quỷ đạo, là bạn thứ hai làm chướng thánh huệ, làm ngại vui niết bàn, nhiếp lấy tất cả khổ vậy. Vì thế nên người đời gọi vợ là Cố Đệ Nhị. Này Xá Lợi Phất, lại cớ gì người đời gọi vợ là Mẫu Chúng? Vì nữ nhân sanh nhiều lỗi lầm vô biên sự ảo dối nên gọi là Mẫu Chúng. Nếu ai đeo theo Mẫu Chúng tự do thì nên biết là sa vào trong tay quân ma tự do làm ác. Phải biết tất cả nữ nhân trong đời sanh nhiều lỗi lầm vô biên ảo dối, lòng họ nhiều tháo động, nhiều lưu đãng nghiêng úp chẳng dừng, lòng họ như khỉ như vượn, họ khéo thực hiện bày ảo dối. Vì thế nên gọi nữ nhân là Mẫu Chúng. Này Xá Lợi Phất, nói Mẫu Chúng tức là thôn mẫu ảo, cũng gọi là thành ảo, là ấp ảo, là thủ đô của ảo vương, là nhà trọ của ảo khách, là quán xá của ảo nhân, là ảo quốc, ảo thôn, ảo xứ, ảo phương, là thế gian ảo, thế giới ảo, vô biên ảo, quảng đại ảo, vô lượng ảo, bất tư nghị ảo. Do vì là lỗi nặng dục lạc hay đến ác đạo nên hiệu nữ nhân là thôn mẫu ảo. Thí như nhà ảo thuật học giỏi ảo thuật, ở giữa công chúng hiện ra nhiều sự ảo dối. Cũng vậy, mẫu ảo thôn học giỏi thuật ảo dối của nữ nhân có thể khiến người chồng hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc rờ, hoặc chạm đều bị trói buộc. Nữ nhân lại giỏi cách mê hoặc, do đó họ có thế lực nhiều. Phàm họ có động tác như ca vũ, cợt cười, khóc than, hoặc đi đứng ngồi nằm, đều khiến người chồng chẳng tự chủ mà bị họ trói buộc sai sử. Thí như trong đời ruộng lúa chín bị mưa đá phá nát ngập lụt. Cũng vậy, mẫu ảo thôn như mưa đá tuôn vào ruộng người chồng, phá nát tất cả pháp lành lúa tốt. Này Xá Lợi Phất, phụ nhân có bao nhiêu là lỗi nặng thẳng đến ác đạo mà phàm phu ngu si bị họ mê hoặc chẳng hay biết là lỗi nặng, trở lại nhiếp thọ thê thiếp nữ sắc rồi mê say trong ấy. Này Xá Lợi Phất, vì đại Bồ Tát trí huệ thực hành Thi La Ba La Mật nên ở nơi các dục lạc biết rõ là lỗi, bèn y theo chánh pháp phát khởi hai ý tưởng. Đó là với hàng ngu phu có ý tưởng là ác nhân, với chư Phật và Bồ Tát có ý tưởng là thiện nhân. Có ý tưởng ấy rồi, đại Bồ Tát ý nghĩ rằng nay ta phải đến chỗ thiện nhân mà không nên đến chỗ ác nhân. Ta không nên đến chỗ địa ngục, bàn sanh ngạ quỷ. Ta không nên đến chỗ phá thi la, chỗ phạm luật nghi. Ta phải đến chỗ tối thắng vô thượng vô chướng ngại, rời lìa hẳn các pháp ác trược. Ta phải đến chỗ chư Phật Như Lai đại trí huệ. Ta phải ngược dòng mà đi, không nên thuận dòng. Ta phải như sư tử rống, chẳng phải như treo kêu. Ta phải hiển hiện thế lực như kim sí điểu vương, chẳng nên hiển hiện sức mọn của côn trùng nhỏ. Ta phải làm người hiền lương, chẳng nên làm người hiểm ác hư hỏng. Ta phải ăn món ăn hiền lương thắng thượng trong sạch, chẳng nên ăn món vô lương hạ tiện nhơ bẩn. Ta phải tu hành tỉnh lự vi diệu, tỉnh lự tối thắng, tỉnh lự thù đặc, tỉnh lự đệ nhất, chẳng nên tu hành các tỉnh lự hạ liệt,
không phải các loại tỉnh lự trên. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghĩ rằng ta phải du hí trong tỉnh lự chư Phật, chẳng nên du hí trong các tỉnh lự của thanh văn, độc giác, phàm phu. Ta phải tu hành tỉnh lự không y dựa, chẳng nên tu hành tỉnh lự y dựa nơi sắc, y dựa nơi thọ tưởng hành thức, chẳng nên tu hành tỉnh lự y dựa nơi địa thủy hỏa phong, cũng chẳng tu hành tỉnh lự y dựa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng chẳng tu hành tỉnh lự y dựa nơi đời này đời khác, cũng chẳng tu hành tỉnh lự y dựa nơi đã thấy, đã nghe, đã nhớ, đã biết, đã được, đã chạm, đã chứng. Ta phải tu hành tỉnh lự không y dựa. Do tu tập như vậy nên chẳng tổn mình, cũng chẳng tổn người, cũng chẳng cùng tổn. Ta phải cần cầu viên thành Phật trí, há lại nên cầu các dục lạc thế gian. Này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Thi La Ba La Mật có chánh quán như vậy rồi, Đại Bồ Tát lại phải phát khởi bốn thứ chán lìa. Một là có thể đối với các dục lạc mà sanh chán lìa. Hai là đối với các cõi có thể sanh chán lìa. Ba là đối với các chúng sanh chẳng biết ơn hay sanh chán lìa. Bốn là đối với tất cả chỗ làm những khổ não hay sanh chán lìa. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát quan sát các hữu tình ở nơi ác đạo, thấy nữ sắc đẹp sanh lòng tham thì phải phát khởi bốn ý tưởng chán lìa. Đó là những ý tưởng thối thất, té ngã, đi cầu tiêu và mũ chảy cứt thúi dơ. Này Xá Lợi Phất, các hữu tình ở ác đạo mà có hiểu biết, thấy nữ sắc đẹp còn phải có bốn ý tưởng như trên, huống là loài người. Này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử ở Đại Thừa, những người chán lìa tất cả pháp hữu vi, khi thấy nữ sắc đẹp phát khởi bốn ý tưởng thối thất, té ngã, đi cầu tiêu, mũ cứt. Nếu còn sanh lòng tham thì lại phải phát sanh ba ý tưởng thân thuộc. Nếu bằng mẹ thì tưởng lại mẹ, bằng chị em thì tưởng lại chị em, bằng con cháu thì tưởng là con cháu. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghe Phật giảng dạy mà khéo hiểu được thì phải tùy thuận kinh điển Thi La Ba La Mật như vậy. Tại sao? Vì khó có chúng sanh nào từ đời lâu xa đến nay mà chẳng phải đã từng làm cha mẹ ta. Nếu gần kề thê thiếp nữ nhân đó là gần kề người mẹ đời quá khứ vậy. Này Xá Lợi Phất, nghe Phật giảng dạy rồi, Đại Bồ Tát vì được thanh tịnh nên phải siêng tu học như vậy. Này Xá Lợi Phất, ngu phu trong đời trái nghịch chẳng tin chánh pháp ấy, Bồ Tát thì tùy thuận chánh pháp không trái nghịch. Nếu ai đã tu hành chánh quán ấy mà tâm tham vẫn còn thì phải theo đúng lý để quan sát tâm tham ấy thấy gì mà phát sanh. Nếu do nơi nhãn căn mà khởi tâm tham, lại phải theo đúng lý quan sát ta do nhãn căn mà phát khởi ái nhiễm. Vậy ai thấy được nhãn căn? Có phải là nhãn căn thấy nhãn căn chăng? Thế thì tự nó thấy nó chăng? Tại sao? Kia cũng là nhãn căn mà đây cũng là nhãn căn, đều do tứ đại tạo thành, lại do đại chủng sanh ra. Chẳng phải do tự thể kia ở nơi tự thể này mà sanh nhiễm ái, lại chẳng phải nơi tự thể ta mà sanh nhiễm ái. Tại sao? Vì kia tức là đây vậy. Nếu ở nơi kia sanh nhiễm ái thì phải ở nơi đây sanh nhiễm ái. Tại sao? Vì không sai khác vậy. Phàm phu trong đời ngu si cùng chung trong tham ái, ta phải cầu những pháp khác biệt họ. Tại sao? Vì những cảm giác ái dục đều vô sở đắc vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: lẫn nhau đồng một thể, đều không tánh sai khác. Do trái lý tà chấp phát khởi tâm tham ái, sao do tứ đại sanh lại nhiễm được đại tạo,
các pháp dường như ảo, không gì khởi tham ái. Ngu phu nhận biết sai, vọng sanh lòng tham ái. Kẻ bất tiếu sanh tham, người hiền thiện không ái. Khắp cả mười phương cõi, không tìm được tham thiệt. Chỉ do nhận biết sai, nên sanh lòng tham ấy. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi mà lòng tham ý vẫn còn, lại phải tùy thuận kinh điển như vậy. Nhãn căn như khối bọt nước, chẳng bốc nắm được. Tại sao? Vì khối bọt nước ấy cũng như tất cả các pháp đều không có ngã, cũng không có tình, không có thọ giả, không tri giả, không kiến giả, không nhân giả, không ý sanh, không tác giả, không thọ giả. Ở trong tất cả pháp vô tác vô thọ như vậy, thì ai nhiễm ái được và nhiễm ái chỗ nào? Này Xá Lợi Phất, nhãn căn như bóng nước chẳng cứng chắc. Tại sao? Vì bóng nước cũng như tất cả pháp vốn không có ngã, không có tình, không thọ giả, không tri giả, kiến giả, không có nhân, không tác giả, không thọ giả. Ở trong những pháp không tác không thọ như vậy, ai nhiễm ái được, nhiễm ái chỗ nào? Này Xá Lợi Phất, nhãn căn như dương diệm do khát ái sanh, như cây chuối chất chẳng cứng chắc, như cảnh mộng chẳng thiệt, như gian do các duyên, như bóng y nghiệp mà hiện, như án mây bay tan, như chớp xẹt liền mất, như hư không rời ngã ngã sở, như cỏ cây đất đá vì là vô tri, như máy chuyển động theo gió, như đống rác mục mau thúi rã, như giếng trên gò luôn già khô. Nhãn căn chẳng còn lâu rồi sẽ chết hư, vốn không ngã, không tình, không mạng, không tri giả kiến giả, không nhân, không tác giả thọ giả. Ai nhiễm ái và nhiễm ái chỗ nào? Như với nhãn căn, quan sát những căn, những trần, tất cả các pháp cũng theo đúng lý như vậy. Này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát quan sát đúng lý như vậy mà còn bị các tham ái kéo dắt thì không bao giờ có. Đại Bồ Tát chánh quán như vậy phải biết là rời hẳn tham ái đối với các pháp. Đây gọi là lúc thực hành Thi La Ba La Mật, Đại Bồ Tát diệt các tham ái trọn vẹn thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, thực hành Thi La Ba La Mật như vậy, Đại Bồ Tát chẳng làm những nghiệp hại chúng sanh, dầu cho lúc mạng sống của mình bị đe dọa, cũng chẳng làm tổn hại tất cả chúng sanh, chẳng làm những nghiệp trộm cướp, tà hạnh, vọng ngôn, ác khẩu, ly gián, ỷ ngữ, chẳng sanh lòng tham, lòng sân, tà kiến. Dẫu cho mạng sống của mình bị đe dọa, cũng chẳng phạm các điều ác ấy. Đây gọi là Thi La Thanh Tịnh. Này Xá Lợi Phất, do thực hành Thi La Ba La Mật nên Đại Bồ Tát đầy đủ vô lượng vô biên Phật Pháp. Do thực hành Thi La Ba La Mật nên Đại Bồ Tát đầy đủ thành tựu Thi La chẳng khuyết, vì chẳng gần kề kẻ vô trí vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La chẳng lũng, vì hay xa rời pháp bất bình đẳng vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La chẳng lem, vì chẳng gần kẻ ác và các phiền não vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La chẳng ô nhiễm, vì chỉ do pháp lành làm tăng trưởng vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La ứng cúng, vì làm như sở nguyện vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La khen ngợi, vì chẳng bị người trí quở trách vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La khéo giữ gìn, vì viên mãn chánh niệm và chánh tri kiến vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La chẳng chê, vì các lỗi lầm chẳng sanh vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La khéo hộ trì, vì khéo phòng vệ các căn vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La cao rộng, vì được chư Phật nhớ biết vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La thiểu dục, vì biết lường vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La tri túc, vì dứt vui mừng vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La chánh hạnh, vì thân tâm xa rời vậy. Đầy đủ thành tựu Thi La tịch tỉnh,
vì chán phiền rộn vậy? Thành tựu đầy đủ thi la thánh chủng thiện hỷ vì chẳng mong chẳng đoái nhan sắc vậy? Thành tựu đầy đủ thi la công đức ích sự việc vì tự tại sanh trưởng các thiện căn vậy? Thành tựu đầy đủ thi la làm đúng như lời vì chẳng dối trời người thế gian vậy? Thành tựu đầy đủ thi la đại từ vì chẳng hại mạng sống của tất cả vậy? Thành tựu đầy đủ thi la đại bi vì nhịn chịu tất cả sự khổ vậy? Thành tựu đầy đủ thi la đại hỷ vì chẳng thối giảm nơi pháp lạc vậy? Thành tựu đầy đủ thi la đại xả vì tất cả tham sân dứt sạch vậy? Thành tựu đầy đủ thi la thường xét lỗi mình vì nội tâm thường khéo có soi xét vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng chê người kém khuyết vì khéo thuận hộ tâm chúng sanh vậy? Thành tựu đầy đủ thi la thành thục chúng sanh vì rốt ráo hay đến thí ba la mật vậy? Thành tựu đầy đủ thi la khéo thủ hộ vì rốt ráo hay đến giới ba la mật vậy? Thành tựu đầy đủ thi la không lòng ghét hại vì rốt ráo đến nhẫn ba la mật vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng thối chuyển vì rốt ráo đến chánh cần ba la mật vậy? Thành tựu đầy đủ thi la định phần viên mãn vì rốt ráo đến tỉnh lự ba la mật vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chánh văn chẳng nhàm vì rốt ráo đến đại huệ ba la mật vậy? Thành tựu đầy đủ thi la thân cận thiện hữu vì khéo tu tập bồ đề phần tư lương vậy? Thành tựu đầy đủ thi la xa rời ác hữu vì dứt bỏ đạo bất bình đẳng vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng đoái luyến thân thể mình vì hằng quán sát vô thường vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng đoái luyến mạng sống mình vì chẳng thường bảo thủ chỗ sở trọng của mình vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng sanh lòng ăn năn vì lòng khéo thanh tịnh vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng dối hiện vì phương tiện khéo thanh tịnh vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng não nhiệt vì ý tăng thượng khéo thanh tịnh vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng bồn chồn vì rời xa các tham ái vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng cao mạn vì hòa nhu chất trực vậy? Thành tựu đầy đủ thi la chẳng ngang ngược vì tánh hiền thiện vậy? Thành tựu đầy đủ thi la khéo điều phục vì không giận hờn vậy? Thành tựu đầy đủ thi la tịch tỉnh vì tánh an nhiếp vậy? Thành tựu đầy đủ thi la thiện ngữ vì đúng như lời đã nói, không trái nghịch vậy? Thành tựu đầy đủ thi la thành thục hữu tình vì thường chẳng bỏ rời các nhiếp pháp vậy? Thành tựu đầy đủ thi la thủ hộ chánh pháp vì chẳng tự làm hư thánh pháp tài vậy? Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát trí huệ thanh tịnh giới tụ như vậy, thành tựu đầy đủ thi la ba la mật vì vô thượng bồ đề nên có thể khéo tu hành Bồ Tát diệu hạnh. Đây gọi là đại Bồ Tát thi la ba la mật. Nếu chư đại Bồ Tát chuyên cần tu hành Bồ Tát hạnh này thì tất cả chúng ma, ma dân, thiên ma chẳng nhiễu loạn được, lại chẳng bị dị đạo hay tha luận đè bẹp. Pháp hội Bồ Tát tặng phẩm Thi La Ba La Mật thứ 7. Hết.